chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước trước thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là chổi gặt mưa của Post. Đây, với cái dòng chổi hôm nay em gửi cho khách sẽ là dòng chổi thân mềm anh em nhé, hàng xịn luôn đấy ạ. Đây, đây là cái xương thân mềm này. Đây là cũng IR, khi anh em check để kiểm tra sản phẩm có phải là xịn hay không này. Đây là các cái bước để người ta hướng dẫn. Cái bộ đôi này thì ngày hôm nay em sẽ gửi cho anh em để sử dụng lắp cho xe Toyota Innova. Với thông số là 16 inch và 26 inch thì nó có sẽ thông số là 400 mini, tức là 40cm và 65cm. Đây, cái lưỡi của nó này, anh em nhìn nhé, rất là xịn luôn. Đấy, chổi mềm đấy. Chổi này mà đã dùng, các bác đã dùng thì cực kỳ chất luôn. Anh em mà cần quan tâm tư vấn về sản phẩm hoặc hỗ trợ lắp đặt thì anh em hãy liên hệ trực tiếp số 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nhé. Em xin chào.